Nắng rồi, nắng bên em rồi. À, cầm cái che đi, bỏ cái điện thoại xuống. Rồi mẹ xuống rồi. Mình mua điện thoại mới giờ. Anh xe ô tô anh nha. Ok. Anh chưa có đèn luôn rồi. Vào chùa. Anh không vào chùa. Vâng. Vào đây hả cô? Vào đây hả cô? Có bọn cháu lên tí cô ạ. Vâng. Vâng. Thực cái ảnh. Lên tí tham quan xem nào. Như đầy đủ à? Bọn cháu ở Hà Nội ạ. Năm ngoái cháu vừa về cô ạ. Năm ngoái cháu cũng vừa về đây chơi. Lên tí. Bác công bảo lên tí. Xin năm nay kiếm được tiền tị đi. Như vợ mày ít không nhiều, tí ít rồi. Nước trong mà thì hàng mùi nhiều quá, hàng mùi nó không có. Nước đây sạch rồi. Nhưng mà ví dụ bọn trẻ con đi vào đây nó có ấy nhỉ, nó có cẩu ở trên xuống không nhỉ? Cái gì? Bọn trẻ con ấy. Trẻ con gì? Mà đi đò nhỉ. Nó cẩu ở trên đò xuống không? Cái thằng cá sấu nó tớp á. Tầm tớp cái là anh lôi chú xuống cùng luôn. Gật. Tí cho kính nó đi anh. Kính nó tí để lại đi. Vào đền đó mấy anh ơi. Hy sinh vì nghệ thuật thế kia cơ mà. Ra bà. Trả áo phao cho cô đi. Hai ông kia. Cùng cái ô xuống.